là hai nghệ sĩ Việt Nam mà trước đây đã bị tố hiếp dâm, quý vị biết rồi đó, thì bây giờ Tây Ban Nha đã được trả lại hộ chiếu và về nước. Thì hôm qua ông tôi có trình bày là cũng hơi lạ kỳ đó, là những cái tội như vậy mà tại sao được về. Rồi họ nói họ vẫn tiếp tục theo dõi, nhưng ngay cả nếu mà có hiệp ước dẫn độ đi thì những người này có tuân thành hay không? Bên một đất nước đứng là bất chấp luật như Việt Nam, nhiều khi về rồi nó đi trốn luôn làm gì đó. Mặc dù họ nói đây là vẫn tiếp tục điều tra dù về Việt Nam. Hai tay này vẫn bị điều tra bên này, nhưng mà liệu có đi đến được hay không? Còn bên Việt Nam thì cũng hứa là sẽ hai tay này sẽ bị thi hành kỷ luật, đại khái theo luật về nghệ sĩ, văn hóa thông tin v.v. Thì bản tin như sau, hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam đã bị cáo buộc tội hiếp dâm một thiếu nữ Anh ở Tây Ban Nha vừa trở về nước sau khi được trả lại hộ chiếu và sẽ phải đối diện với vấn đề kỷ luật. Hai tay này có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, vì thấy được lần đầu tiên được đi ngoài quốc thì ai chả ham vui. Nhưng mà ông lại nghĩ như bên Việt Nam á, đã muốn đi thử lửa thì nó mới phiền. Một tờ báo địa phương của Tây Ban Nha 7 tháng 8 cho biết là hai ông này là nhạc sĩ nổi tiếng và diễn viên đã về nước sau một tháng rưỡi bị tòa án ở Palma thu hồi hộ chiếu do cáo buộc là đã hãm hiếp một du khách, một cô gái 17 tuổi ở Majorca. Hai nghệ sĩ được truyền thông Việt Nam xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã bị bắt ngày 25 tháng 6 khi mình đang nghỉ ở hòn đảo du lịch ở Tây Ban Nha, sau khi người thiếu nữ người Anh đã báo với cảnh sát là cô bị hai người đàn ông này hãm hiếp tại khách sạn gọi là Sun Em. Tố cáo với lực lượng thực thi pháp luật ở Tây Ban Nha, cô nói rằng hai người đàn ông này đã ép buộc cô phải quan hệ tình dục và sau đó biết bắt tắm rửa để nghĩa là xóa bỏ những dấu vết ái ân. Hai nghệ sĩ Việt Nam bị đưa ra tòa ở Tây Ban Nha với cáo buộc là xâm hại tình dục đối với trẻ em vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên theo tờ báo bên đó đó cho biết là hai nghệ sĩ này đều từ chối cái quyền mà khai chứng ở tòa. Và theo Đại sứ quán Việt Nam ở Tây Ban Nha cho biết là tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân này do có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện tại hai công dân nói trên đã được rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vẫn còn tiếp tục. Và họ nói rằng ban điều tra sẽ tiếp tục theo dõi phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến vụ xử lý theo đúng luật cũng như thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Văn hóa là bên Việt Nam đó là ông Tạ Quang Đông cho biết là diễn viên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã được thông báo là họ về nước đã an toàn. Về hướng xử lý thì ông cũng cho biết là họ sẽ phải báo cáo với cơ quan trực tiếp của mình, tức là nhà kịch Hà Nội, nơi quản lý của Hồng Đăng và Học viện Âm nhạc là nơi quản lý Hồ Hoài Anh. Vẫn theo ông Đông cho biết thì khi hai đơn vị này làm việc, hai nghệ sĩ đó sẽ phải chịu hình phạt xử lý. Theo giám đốc nhà hát kịch Hà Nội là ông nghệ sĩ Trung Hiếu thì nói là Hồng Đăng chưa liên lạc với cơ quan chủ quản từ khi về nước. Theo ông Hiếu thì Hồng Đăng ra nước ngoài một tháng rưỡi nhưng đi lén, tức là không có xin phép. Và theo luật, viên chức Việt Nam có thể bị áp cái hành kỷ luật, nghĩa là có thể bị thôi việc. Hồng Đăng 38 tuổi đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam 10 năm qua. Và từ khi xảy ra vụ này thì các diễn viên này, kể cả ông nhạc sĩ nữa, có một những cái show trước đây đã thâu truyền hình, quý vị, thì đều bị cắt hết, cắt khỏi phim và không có chiếu nữa từ lúc bị cái vấn đề này. Tuy nhiên thì bên mình chưa biết, theo dõi tiếp xem như thế nào, nhưng mà họ nói là họ vẫn hy vọng cho ông này giống như tạm về nước thôi, trong khi đó bên kia vẫn theo dõi về quá trình xử án. Nhưng nãy tôi chỉ nói một điều thôi, là lỡ bây giờ vì lý do đó mà có dẫn độ thì ở một cái đất nước mà bấp bênh như Việt Nam có thể mà ông trốn luôn thì sao? Đó là mình phải tính cái trường hợp đó. Có lẽ em hy vọng với cái vị thế của nước Việt Nam bây giờ cũng rất là hùng mạnh ở trên thế giới thì cũng không nên làm những cái điều như vậy để cho những người mà phạm tội mà trốn như vậy thì mất mặt quá. Và ngoài ra thì bây giờ hai cái người nghệ sĩ này có phạm tội hay không gì đi nữa thì cái ông thầy dạy nhạc á, cái ông thầy mà chống cái điệu bolero á, thì cũng mất nhiều show quá rồi, phải không? Đúng rồi. Như cũng xong. Xong nhưng mà thì mình hy vọng đúng để cho họ học một bài học. Tại vì cái đất nước văn minh chúng ta đi như vậy, chúng ta gọi là mang cái tiếng là nhục quốc thể. Dù sao cũng là người Việt. Dù chúng ta ra khỏi nước chúng ta vẫn là Việt Nam. Cái chuyện này là chuyện nhục chung. Nên cái đó là một cái bài học để cho những cái tay khác đó. Những tay mà trong tương lai còn đi và lăm le thì thiếu gì ở Việt Nam mình hiểu. Họ cứ tưởng ra đây họ có một chút khả năng tên tuổi là họ muốn làm gì thì làm. Thì đó là điều lầm, chúng tôi phải lưu ý.